quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Con chúc tất cả các ông bà thật nhiều sức khỏe. Bye bye đi, vẫy tay bye bye đi, vẫy tay. Cháu được xin được mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chiều hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của em Quân 14 tuổi của bác. Hôm qua thì cháu Lực cũng đã cùng em Quân là gom lúa vào nhà em một chút rồi. Và hôm nay thì cháu Lực muốn lên ghi hình lại rằng là cho cô bác biết là vụ năm nay nhà em Quân là được bao nhiêu bao thóc. Và xem là cái chỗ nhà của em Quân ấy là cái cách mà người ta gặt lúa với lại thu hoạch được những hạt thóc về nhà thì em mới phải làm như thế nào thì mới thu hoạch được cô bác nhá. Đấy, trời thiết thì hôm nay rất là nắng này và hôm nay cháu Lực lên. Hôm nay cháu Lực lên nhà em Quân thì cháu Lực cũng có mua hai chai nước này với lại thêm một ít kẹo nữa. Chắc là có hàng xóm của nhà em Quân ra hộ ấy, cháu Lực nhìn thấy có các bạn nhỏ rất là nhiều. Nhưng bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bạn của chú anh chị là cùng theo chân cháu Lực để đi vào xuống dưới nhà của em Quân một chút cô bác này. Như hôm nọ thì cháu Lực cũng đã chia sẻ cái thước phim lên và xin cô bác anh chị Mạnh Thường Quân thì cũng được các bác Mạnh Thường Quân cũng có gọi điện cho cháu Lực và đồng ý với những ý kiến mà cháu Lực đã đưa ra và hộ em Quân là trả cái phần khoản ngân hàng trước cô bác ạ. Phải thật sự mà nói, nếu mà bây giờ không có trả cái phần khoản ngân hàng cho em Quân trước thì một tháng em mới đóng hơn 300 tiền lái thì nó rất là nặng nhọc với em. Thì cháu Lực cũng đã quyết định rồi như vậy và đã đưa ra phương án như vậy. Cũng được rất là nhiều cô bác anh chị Mạnh Thường Quân cũng có gọi điện cho cháu Lực và đồng ý cái việc này cô bác nhá, chứ không phải là cháu Lực tự ý quyết định mà làm cả. Thế bây giờ thì cháu Lực sẽ không có đi vào nhà của em Quân đâu cô bác. Cháu Lực sẽ đi thẳng xuống dưới ruộng của nhà em ấy luôn. Em ấy thì đang ở dưới ruộng ở kia. Rồi thì cháu Lực ở trên kia thì cháu Lực gọi em Quân trả lời ở dưới. Điện thoại thì em ấy để trong nhà thôi cô bác ạ. Em bảo là sợ là cầm đi theo thì bị rơi hay là bị hỏng nữa thì không có tiền thì mà mua lại nữa. Nó em mới rất là trân trọng những cái món đồ mà các bác các cô các chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi cho em Quân. Hay mấy ngày nào lên chia sẻ hoàn cảnh của em Quân thôi mà đến hôm nay thì ngón nghe cũng đã được hơn gần một tháng rồi cô bác ạ. Phải nói là rất là nhanh. Khi mà cháu Lực chia sẻ hoàn cảnh của em Quân lên thì em Quân cũng có duyên với lại các bác Mạnh Thường Quân, cô chú anh chị nữa. Ồ, bé Hiếu thì lên đây rồi. Đi đâu ấy? Về ra. Hả? Đi đâu? Nào Hiếu. Lo về đi nào bây giờ. Nào chào các ông bà đi. Khoanh tay vào. Khoanh tay vào. Con chào các ông bà. Con chào con bà. Này đi rồi. Bé đi đi ra kia tí chú cho kẹo nhá. Nhá, đi trước đi. Đi trước đi. Nào nói lại lần nữa. Con chào các ông bà. Con chào con bà. Rồi, đi trước đi. Đấy, đi trước đi. Bắt này rất hút cá. Phát khẩu ra. Nó bị Quân đấy. Đi phát khẩu bài ra. Bài đấy kìa, lọ. Sao nó bị Quân lọ. Ồ, bé Hiếu không đi dép luôn đấy cô bác này. Đấy, vừa nhìn thấy cháu Lực ở trên kia đấy cô bác. Cháu Lực gọi thì bé ra đón cháu Lực luôn. Đi từ nhá. Đi rất từ từ nha. Nào đợi chú đã. À, biết nghe cô bác nhưng mà không biết nói tiếng Kinh là nhiều. Đấy đi đi, let's go, đi. tiếng Kinh còn chưa thông thạo mấy, cháu Lực đã chơi tiếng Anh cho bé Hiếu nghe rồi. Đấy. Đấy, một cái em bé cô bác năm nay thì được 3 tuổi rồi nhưng mà do là mình rơi vào cái hoàn cảnh như vậy, người mẹ thì cũng đã bỏ đi rồi, đến người bố của mình thì đã bị một cái căn bệnh mà rất là nặng và đã
ra đi cách đây độ tầm là 1 tháng rồi cô bác. Ôi giời ơi, phải nói là những cái đứa trẻ trên vùng cao cô bác leo đồi leo núi rất là khỏe luôn. Đi đi, bay đây, hãy đi cẩn thận nha. Ôi giời, đi cẩn thận nha, đừng lắc tay hiến tới ồ, tay tướng cháo ồ, chứ mà thuốc lắm tớ. Giờ mày thì được em Quân là phơi lại, em bảo là một nửa thì để bán, còn là một nửa thì em ấy mang về để cho con bò nhà mình ăn cô bác. Bò nhà em Quân thì sắp đẻ rồi đấy. Bò nhà em Quân thì nuôi nhờ người ta đấy thì là cũng sắp đẻ rồi cô bác ạ. Rất là may mắn. Hôm nay thì có vẻ là có một số cô bác ra hộ em Quân á. À, lưng thốc à? Hả? Khai mạo quá nè. Hôm nay thì hình như có bạn của Quân nữa sao ấy cô bác ạ, ra hộ. Đây, ở đây thì có vẻ là có rất là nhiều. Ôi, ngồi nghỉ ngơi uống nước đi nhờ. Đấy nào, các bé ra đây ăn kẹo đây nhờ. Ôi cẩn thận nhá, ôi nó chảy xuống rồi. Tiếp ra. Đấy được rồi. Tiếp ra, má. Đấy, bé Hiếu của bác lên tận trên này để đón cháu Lực ấy. Vừa rồi thì cháu Lực ngồi tít góc cách cháu bên kia kìa. Đấy, đây thì cháu Lực nhìn thấy các bác là dụng hết răng rồi nhưng mà vẫn còn phải là ra ruộng để vác rơm về nhà không bác? Ôi hôm nay là ra hộ Quân hết à? Nào ngồi nghỉ uống nước một chút nào đấy. Anh vừa mua thêm nước rồi này. Đấy, này anh chào Quân nhá. Vâng, em chào anh ạ. Rồi. Con chào quý ông bà, các chú anh chị ạ. Đây lấy nước ra để cho các cô uống đi. Xong là lấy kẹo ra để cho các bạn nhỏ nhỏ này. Hôm nay cháu Lực nhìn thấy là toàn có bạn của Quân với lại thêm các bạn nhỏ xung quanh hàng xóm ấy. Đi ra thì cũng gọi là không làm được những công việc nặng, chỉ là hôm nay chỉ là công việc nhẹ thôi các bác. Vác thóc này thì về nhà thì mới các thanh niên này mới vác được này. Vậy xin chưa? Hiếu xin chưa hả? Hiếu xin chưa? Xin chưa? Hả? Nào xin chưa Hiếu? Đây, ơi. Xin, con xin nói đi. Rồi. Ở tớt. Hãy gọi các cô ra đây uống nước đi. Quân, gọi các bạn ra đây ngồi nghỉ uống nước một chút đã. Rồi thì làm tiếp. Làm đến hôm nay thì xong chưa? Chắc xong rồi ạ. Xong rồi à? Hôm nay thì được mấy bao rồi? Được 12 bao thôi. Được 12 bao à? Ồ, có vẻ là nhiều hơn là cái dự đoán của anh ấy nhỉ? Vâng ạ. Ở trên nhà của hàng xóm của em Sử của bác thì dùng bằng hoàn toàn là bằng tay. Nhưng mà nhà em Quân thì đi mượn của nhà bác về đấy. Dùng cái máy này thì hoạt động bằng xăng ấy. Alo, nào xăng hả? Alo. Hết xăng à? Hết xăng rồi. Hết xăng anh sạch á? Còn tí thôi, không đủ. Liệu không đủ không? Không đủ rồi. Thì hay là Quân chạy đi xuống lên cái phòng trọ của anh lấy xăng đi. Đây lấy ra một pep thì đủ ấy. Vâng. Thế bây giờ thì vừa rồi thì cháu Lực xuống thì là không xăng này thì em Quân hôm nọ là bảo là đi bán cái hạt chẩu của bác để em ấy lấy về đấy, để em ấy lấy tiền là đi mua nào. Đốt mà mất tay cũng cầm thế nào chơi chiều. Hôm nay thì cũng được rất là nhiều bạn nhỏ ra hộ em Quân của bác. Các bác lớn thì chỉ có bác của em Quân với lại chú là gia hộ cả. Cháu Lực cũng chẳng nhìn thấy có thêm ai nữa. Đấy, các bạn nhỏ thì đang là cùng nhau gom những cái bó lúa để ra đây này cô bác này, để mà tuốt
Thế hôm nay thì nhà em Quân cũng em bảo là được 2 bao cô bác, nhưng cháu Lực nhìn thấy là 12 bao. Bao rất là nhỏ đó cô bác này. Bao này giờ đó tầm độ là 20 cân thôi. Vậy ở dưới kia thì các bạn của Quân thì cũng hộ vác này cô bác này. Hầu như là các bạn ở trên vùng cao này thì ai ai cũng phải làm những công việc mà rất là nặng lọc, nặng nhọc ấy cô bác. Vậy bây giờ thì cháu Lực sẽ theo em Quân là vác cái bao gạo này để đi vào nhà cô bác. Xem là hôm nay đúng em Quân có bảo là được đã được 12 bao chưa. Có thể là năm nay là vụ mùa tốt hơn một chút cô bác ạ. Thì ở đây thì toàn là bạn của Quân, còn là cái bạn bên này hình như là con bác của nhà em Quân hay sao cô bác. Phải nói thật sự ra để mà cái khoảng thời gian này nếu mà không có bác nhà em, bác của em Quân là hộ em ấy lo toan những cái công việc mà nhắc nhở em Quân để em ấy làm thì phải nói thật sự là em Quân không biết là phải làm như thế nào cô bác. Cái khoảng thời gian vừa rồi thì làm cái đám ma của bố của em Quân ấy cô bác thì cũng được là bác là bác thì cũng có hoàn cảnh như cô bác chứ không có khá giả gì, chỉ là giúp đỡ được những cái công sức này, xong là những cái lời nói và sắp xếp những công việc thôi. Còn về phần vật chất thì cũng không có giúp được bao nhiêu cả. Hay chỗ đây không đủ đâu, có vẻ như là bây giờ đang thiếu xăng một chút này cô bác này. Thì cháu Lực sẽ cho em Quân là chạy đi về trên cái giấy trọ của cháu Lực ấy để mà lấy xăng xuống một ít. Tại vì là cháu Lực ở trên xá thì có lần nào cháu Lực đi xuống huyện thì cháu Lực đều bơm xăng ra để đổ xe để đi lãi cô bác. Còn về cái phần sổ ngân hàng ấy thì cho cháu Lực xin được nói qua lại một lần nữa các bác nhé. Hiện tại thì nhà em Quân đang gặt đấy, cho nên là cháu Lực sẽ không có chưa có xem được cái sổ này này các bác này. Đấy, sau những cái vụ, sau những cái vụ mụ thu hoạch hết này thì cháu Lực sẽ rửa cái sổ đấy ra các bác. Đấy, ông thì cũng vừa đi lấy cỏ về này các bác này. Năm nay cũng đã 77 tuổi rồi nhưng mà vẫn phải là cố gắng đi trên rừng kia để lấy cỏ về để cho bò cho cháu ăn. Ôi. Đấy, bò nhà em Quân thì đã đẻ rồi cô bác này, rất là mừng là đẻ một con bò đực ấy. Cái chuồng này thì được em Quân là để nhờ lại nhà chú cả thôi. Bao đấy được tầm bao nhiêu cân? Tầm 30. 30 cân à? Vâng. Bác từ đoạn dưới kia về thì có thể nói là chảy hết cả mồ hôi rồi nhỉ. Nhưng mà anh thấy xăng là còn ít đấy, thì chắc là có khi là em phải lên trên trọ của anh lấy một pép về nhá. Đấy thì mới đủ được. Đấy, phòng trọ của anh thì ở anh để ở cái ngăn bên ngoài nhá. Đấy, anh nghỉ ngơi một lúc rồi thì xong cầm cái pép để đi nhá. Nhà thì có ống tiêu một tí chạy ra cái quán sửa xe đấy nhá, là xin người ta lấy ống tiêu về hút nhá. Đấy, tại vì đổi ra pép là nó rất là khó. Lúa thì được 12 bao à? 12 bao nhưng mà toàn bao 30 cân rồi đúng không? Anh thấy bò nhà em là đẻ đúng không? Không phải bò nhà em. Không phải á? Bò nhà chú bên kia. Thế vừa rồi anh cứ tưởng là bò của nhà em. Bò đấy thì không phải nha cô bác nhá. Là bò của nhà chú bên kia thôi. Anh tưởng là đẻ rồi. Chưa. Chưa à? Anh còn vui mừng thay em tưởng là đẻ rồi. Chưa. Sáng nay thì làm từ mấy giờ? Sáng em dậy 5 giờ. Sáng dậy từ 5 giờ à? Từ 5 giờ sáng nó phải dậy ra rồi à? Dậy từ 5 giờ thì đi ra ruộng để làm cái gì? Em đi
gom thành đóng xong rồi bác quay đi về một chỗ mới tuốt à? Gom thành đóng à? Vâng. Hôm nay nữa thì có làm hết không? Có. Có hết à? Vâng. Thế thì nhà của anh trưởng thôn thì ở chỗ nào thì anh không biết ấy. Nếu mà em đi qua đấy thì bảo anh ấy là đưa cái kiểu sổ đấy cho em nhé. Đấy rồi về thì để anh xem và anh ghi hình lại cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết trước đã. Đấy. Anh cũng đã tìm hiểu rồi. Nó đúng là trước là bố em đi vay thật nhưng mà do là nọ là bố em mất ấy, thành ra là để cái sổ đấy trên nhà của anh trưởng thôn luôn. Đấy. Bây giờ thì em Quân chưa có đủ 18 tuổi ấy, cô bác, nhưng mà không phải là đóng lái vội. Nhưng mà người ta dồn cho đến là hết năm 18 tuổi thì mới bắt đầu là đóng lái cô bác. Năm nay thì em mới 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 8, 6, 6 năm nữa. 6 năm rồi thì mới đóng lái. 6 năm nhân cho 300 mấy thì cũng gần mấy triệu ấy cô bác. Thì sợ là sau này nếu mà em Quân không có tiền để mà đóng thì bên chính quyền xã người ta sẽ ra thu hồi cái thứ nhất là thu hồi về phần ruộng đất, còn thứ hai là sẽ thu hồi những con gia súc gia cầm ở trong nhà em Quân, có những cái gì thì người ta sẽ ra thu hồi đến đủ cái số tiền mà tiền lái bác, tiền lái cô bác đấy. Tại vì là cháu Lực cũng chứng kiến rất là nhiều những cái hộ gia đình mà người ta không có tiền ấy, thì là bên xá ra thu hồi như thế cô bác. Ngay ở trên nhà em Cương cũng vậy này. Trên nhà em Cương thì cũng vậy. Lúc đầu thì người ta chưa có ra để thu cái phần khoản ngân hàng ấy. Thì đến lúc mà chuyển tên lại cho bà đấy thì là người ta về thu thế xong là không có tiền để nộp với cô bác. Thì được bà là được bên chính quyền là thu hồi đất, thế là bà mới phải đi vay tiền về để trả thì mới lấy lại được đất cô bác. Thế còn bây giờ em chạy lên trên để lấy xăng nhá. Đấy, đi. Thank you.
Quân thì vừa rồi cháu Lực bảo em ấy là đi lên trên phòng trọ cháu Lực để lấy một ít xăng về các bác. Thì em cũng đã lấy về rồi. Nên nói là em ấy đi rất là nhanh các bác, đi đồ đó tầm là 3 phút thôi thì đã về rồi. Có mệt không? Có. Hả? Có. Rồi. Bây giờ thì cũng khá là tối rồi các bác. Bây giờ thì hiện tại là gần 6 giờ rồi. Thì các bạn của Quân với lại bác của Quân thì vẫn rất là mệt mài. Hộ em Quân tốt hết chỗ này đó. Là cho nó hết đi cô bác, sợ là rằng là ngày mai mưa trên trời kia thì có đám mây đen rất là nhiều. Hay là nói là đến cái vụ mùa gạt của bà con đi cô bác, thấy ai ai cũng đốt những cái sợi rơm sót lại ở ruộng mình. Một cái khung cảnh ở quê mà rất là yên tĩnh cô bác. Ở đây thì có một số cô bác nói rằng là cái khung cảnh này thì chỉ hợp với những người mà có gọi là có tiền rồi các bác. Còn là thật sự ra để nói cái khung cảnh như này để mà phù hợp với những hoàn cảnh thì thật sự rất là cảm thấy là éo le và rất là buồn và tủi thân các bác. Cái Quân thì một cái cậu bé mà phải nói là rất là nhanh nhẹn các bác. Ông thì ở nhà là hôm nay đi lấy củi, còn là bà thì vừa đi nấu cơm của bác. Bây giờ thì cũng đã tối rồi ấy. Sáng nay thì Quân dậy từ rất là sớm của bác, dậy từ 5 giờ sáng để ra đây gom được những cái bó lúa để tập trung lại một chỗ. Rồi thì đến 9-10 giờ thì các bác với lại các bạn của Quân ra hộ ấy. Bác lên nhà luôn à? Bây giờ thì em Quân thì chỉ có hai từ là cố gắng để mà làm thôi cô bác. Phải nói là trên đôi vai của em Quân thì rất là nặng nhọc luôn cô bác ạ. Và thời gian vừa rồi thì cháu Lực cũng là được sự đồng ý của các bác mạnh thường quân đấy. Thì một hai hôm nữa thì cháu Lực sẽ tiến hành là đi vào và gặp anh trưởng thôn và lấy cái sổ về để xem là cái khoản ngân hàng đấy nợ bao nhiêu, rồi cháu Lực sẽ ghi hình lại cho tất cả cô bác anh chị là cũng biết để cho em ấy bỏ đi trên đôi vai của mình một cái khoản nợ mà rất là lớn cô bác. Số tiền 50 triệu thì nó không phải là nhỏ đâu cô bác ạ. Ở trên vùng cao thì nó là một cái số tiền mà rất là lớn. Nó cũng không biết diễn tả như nào cô bác ạ. Nhưng nhìn những cái bước chân chậm rãi của em Quân ấy cô bác, hầu như là những cái bước chân đấy em đi thì không có mệt nhọc gì cả cô bác ạ. Một cái bóng hình mà rất là nhỏ nhỏ bác, cái bao thóc mà gần to hơn cả người của mình rồi cô bác. Bao thóc của em Quân đang vác thì rơi vào được tầm là độ 30 cân đấy cô bác. Bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng xin là dừng lại cái hình một chút cô bác. Cháu Lực sẽ cùng ra là các cô bác với lại các bạn Quân để làm một chút cô bác. Tại vì những công việc này thì đối với cháu Lực thì cháu Lực cũng xuất phát từ là cái con nhà nông mà cô bác, cho nên là cháu Lực cũng không có ngại ngần gì cả những công việc này cô bác ạ.
khá là tối rồi cô bác. Bây giờ thì cháu được xin cùng với Quân là tiếp tục. Trời thì có vẻ khá là tối rồi Quân nhỉ? Vâng. Hôm nay thì chắc là không làm hết được đâu nhỉ? Vâng. Cháu Lực với lại em Quân thì sẽ phụ trách là công việc là bác Thóc đi về đến nhà của bác. Hôm nay các bạn ra hội như này thì mình có phải trả công không Quân? Có ạ, hôm trước em đi lấy công thôi ạ. À, hôm trước là đi lấy công à? Vâng. Thế còn mấy bạn nhỏ nhỏ kia? Mấy bạn nhỏ kia ra giúp thôi ạ. Ra giúp à? Vâng. Là các con của cô chú hàng xóm vậy đúng không? Vâng ạ. Thế người lớn không ra giúp Quân à? Vâng. Hôm nay thì vác được bao nhiêu chuyến rồi? 7-8 chuyến đi. 7-8 chuyến à? Vâng ạ. Cô Sơn Lực vác được vào một chuyến nữa, Lực đã cảm thấy là rất là mệt rồi. Em Quân còn vác tận là 7-8 chuyến cô bác. Một tí nữa thì còn vác thêm nữa. Rất là may là cái đoạn đường này nó không có dốc mấy. Đấy, nhìn ra những cánh đồng ruộng thì bây giờ rất là tối rồi cô bác. Bà đang nấu cơm à? Vâng ạ. Hôm nay thì sẽ ăn cái gì? Thịt hôm qua anh mua về thì hết chưa? Chưa. Chưa à? Thịt hôm qua anh về thì hôm qua lấy để trong tủ nhà bác xong rồi. Lúc đấy thì lấy về tối làm ạ. À, lại dùng để tối nay mình nấu ăn luôn đúng không? Vâng ạ. Cái gạo này thì mình để đâu? Gạo. À, Thóc này thì mình để đâu? Em lấy để trong nhà chú thôi, để nhà em thì ở nhà không có khóa thì sợ nếu mà tối nào không ở thì sợ ai về lấy. Với mà... tối ngủ quên thì sợ ai về lấy ạ. Chú cho để tạm à? Vâng. Để nhờ à? Vâng ạ. Ngày kia ngày chợ thì cho ba đi mua khóa xong mới để nhà bên kia. À. Hôm nay đường chỗ này à? Vâng ạ. Hôm nay thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Đây 14 nhưng mà chưa đầy đâu các bác ạ. Một bao thì đâu đó tầm độ là 30 cân thôi. Ừ. Có nghỉ ngơi luôn không hay là đi xuống đây luôn? Bây giờ chắc em phải xuống dưới đây luôn ạ. Xuống dưới luôn à? Vâng. Phải ông với bà thì đang nấu cơm á. Ở trên nhà các bác. Còn anh đi xem bà một chút. Xem bà nấu cơm cái gì. Bà thì đang ăn nấu cơm ở trên nhà kìa cô bác, với bé Hiếu nữa. Hiếu đang thùng khâu ra. Hả? Hôm nay tại bà thùng khâu ra. Đây, đi vào nhà đi. Lấy ghế đâu. Lấy ghế cho chú. Ăn tặng ra. Lấy cho Lực bảo là lấy ghế cho chú, cô bác cũng bảo là lấy ghế cho chú. Vậy bà thì ở nhà bây giờ đun nước để nấu cơm này cô bác này. Lúc ý là con lắm à? Đang vừa định vào cái con gấu bông với lại vừa lấy ghế cho chú Lực này. Chú xin nhá. Hiếu ra đây ngồi đây nào. Ra đây ngồi đây. Ngồi đây. Ngồi xuống chú bảo. Ngồi xuống chú bảo. Hả? Nào. Bác ăn tặng không bác? À đi lấy ghế cô bác. Ấy ăn tặng con năng này bác. Bà thì một cái dáng rất là nhỏ này cô bác này. Ở nhà chỉ có nấu nước cơm thôi. Hôm qua thì cũng đi ra dọn. Này ngồi xuống đây. Đấy ngồi xuống đây. Đấy để. Đấy ngồi xuống đây. Đấy cũng được bác xin đi lên là gửi tiền để mua cái bóng đèn cho cô bác. Bây giờ thì rất là sáng, không phải dùng cái bóng đèn đằng điện nữa. Mai có đi học không? Bước tóc từ bé à? Bày ra Nga ngồi cửa tận ra. Ngồi im. Khoanh tay nói chuyện với chú. Khoanh tay. Đấy, Mai có đi học không? Hả? Đi học không á? Mai bơi tóc xử phải à? Phải ra, tóc xử phải ngoan ó. Ó, lắc hay ó. Ó nhiều lấy phải ra hát tụ ó. Tư mà ó. Đấy, vừa rồi cháu Lực dặn em bảo là
đi học là phải ngoan, năng đứng bạn, năng đứng này được. Đây vừa rồi cháu Lực dạy em bảo là đi học là phải ngoan, nghe lời cô giáo nhá, không được hư. Thì bảo vâng vâng, chỉ biết nói bằng tiếng Nùng đâu các bác, tiếng Kinh thì em ấy chưa có biết là nói bao nhiêu. Anh Quân đi đâu rồi? Em Quân đi đâu? Cùng anh Quân đi đâu? Lớp đi Quân về ta? Đi về khâu. Đi về khâu mà. Mau 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 tái biển rồi đấy. Biển ở đây ta. Chắc Lực vừa hỏi bảo là anh Quân đi đâu rồi, bảo là đi tuốt lố rồi, đi vác thóc rồi. Bảo là sao không đi, bảo là cháu làm không có được. Ở nhà mấy con to hạc nhau đẹp đấy à hả? Đây ra. Ồ, hôm nay thì ở nhà là tự chơi một mình cô bác. Thấy con là chắc là tiếp không? Đấy, bà thì vừa đi rót cho cháu Lực cốc nước này cô bác này. Bà thì bây giờ đang đun nước thôi cô bác. Đun nước để một tí nữa là có nước để uống ấy. Thức ăn thì bây giờ bà mới nấu. Cơm thì bà đã cắm xong rồi. Nồi cơm điện thì hôm nọ cháu Lực mua lên cho các em ấy. Thì dùng cũng rất là tốt cô bác. Cả quạt nữa, không có vấn đề gì xảy ra. Thế còn năng được mà Hiếu. Hiếu à, năng được áo tổ. Thế còn cái thức phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào cô bác anh chị. Nào Hiếu ngồi đàng hoàng, ngồi năng được, năng được. Khoanh tay. Okay. Khoanh tay. Đấy, con chào. Chào. Các ông bà. Con chào tạm biệt. Con chào tạm biệt. Các ông các bà. Con chúc tất cả. Con chúc tất cả. Các ông bà. Con ông bà. Thật nhiều sức khỏe. Bye bye đi, phải tay bye bye đi, phải tay. Về Lan Tạo. Nana về Lan Tạo. Đấy, bye bye đây. Bye bye.